Hi, chào tất cả anh em đồng hóa chính trị đạo lượng, mình là Tờ Lũ S98, rất vui quay trở lại với các bạn trong video ngày hôm nay. Tất nhiên rồi, mọi cuộc đua ở quyền vương 98 ở S98, dù mình đua hay không đua, chắc chắn mình đều sẽ quay video có mặt tham gia. Cuộc đời thì vốn nắm dĩ gian truân, và trên đường đời thì chúng ta gặp người tốt, thì người xấu thì nhiều hơn là người tốt. Mình cũng đã nói khá nhiều trong các video của mình trước rồi, thính là chủ yếu, còn các lời chia sẻ của mình cũng hoàn toàn là sự thật. Quan trọng là các bạn ứng dụng nó thế nào thôi, đúng không? Ứng dụng nó thế nào thôi. Còn đâu với cá nhân mình thì mình nói rồi, luôn luôn là như vậy. Cứ phải 20h59, à quên mất, 21h29 thì mới biết được là Tờ Lũ S98 là có đua hay không. Còn đâu tất cả của mình, đối với mình chỉ là thính. Còn mình nói thực với anh em đó là tất cả những thông tin mình nói về Chrysalis thì không có một thông tin nào là giả dối cả. Và mình khẳng định luôn đó là thông tin đúng. Thông tin đúng không sai đâu. Đấy, Chrysalis rồi các bạn sẽ thấy. Đa phần mọi người lấy Chrysalis về thường thường là để kích duyên thôi. Và đội hình của các bạn cũng sẽ thấy nó rất là khó có thể mạnh được. Còn lý do tại sao mình sẽ lấy Chrysalis thì chắc là mình sẽ phải phân vân đấy, đúng không? Thì mình sẽ phải trong một clip khác để clip này nó đỡ bị mất tập trung. Mình sẽ còn phải đàm hội thoại với khá nhiều người trên Facebook. Mình cũng đã chat với một số anh em trong hội quán cũng thân quen rồi. Thú thực vì các bạn là trong cái S8 này thì không chỉ riêng gì mình mà mọi người cũng rất là trao đổi với nhau rồi. Không nên là khô máu các bạn ạ, không nên khô máu. Rồi, để chat anh em chút. Rồi, đang chat chút đúng không? Nói là đang chat chút về trên Facebook anh em ạ. Rồi, đang chat chút. Rồi, không sao hết các bạn ạ. Không sao hết cả. Trước cuộc đua thì yếu tố kích bác cũng là một phần rất là quan trọng của cuộc chơi. Thôi tạm thời mình quay lên trước vài cao điểm, đã còn 13 phút. Nếu may tí nó không quay được thì lại tiếc nuối đây đúng không? Mình chiến thuật vẫn rất rõ ràng thôi, vẫn như mọi khi. Gần đến giờ thì mình mới chơi. Đấy, gần đến giờ mình mới chơi, không có gì phải phân vân cả. Thôi, xúc thôi. Quẩy lên, lên là lên là lên là lên. Rồi, tầm này hơi nhanh tay cho các bạn, không có ngồi mân mê đâu. Mùi ăn mê đâu, dương 288 không ngon mấy đâu. Hồn hiệu ổn sách cơ. Tôi cần hồn hiệu ổn sách cơ. Đấy, ghê nhè, chưa thấy cái nào nghìn điểm ở đây ít gì đâu. Không thấy dương 128 mấy nhè. Rồi, làm tí hồn hiệu ổn sách chưa. Rồi, judo thôi cũng tạm được. Nó dùng cho Shumi với Kasumi. Đấy, hai cái tướng mình sẽ dự kiến là sẽ đi theo nó khá là lâu dài. Tạm ổn đúng không? Vào top 26 cái đúng không? Rồi xem ông này ông chặt cái gì. Rồi chính xác đấy, kim cương thì tiêu gì thì tiêu các bạn ạ, cũng phải để dành cho mèo. Mình nói luôn, tiêu gì thì tiêu, mà không cuối tháng mà không có mèo là vẫn đi ấy, đúng không? Rồi sự kiện giữa tháng có lấy hồn vũ khí cái gì tiêu kim cương ấy thì không tiêu thì hơi phí ấy, đúng không? Không tiêu thì hơi phí đấy. Nên là mình tiêu mình cũng phải rất là dè chừng các bạn ạ. Đấy, còn có 54.000 này thôi. Đấy, tiêu nó phải hết sức dè chừng. Hôm tháng sau là nhịn sự kiện đấy, đùa đâu. Rồi mạng hơi lag rồi. Rồi, không thấy hồn hiệu ổn sách mấy nhè. Mỗi cái judo chưa ăn thua. Chưa đâu vào đâu cả. Một cái judo chưa là cái gì. Có tờ nú gì kìa. Nó trêu mình nhưng mà kệ nó. Rồi, thôi vào cứ mở 4.500 điểm nào các bạn. Để cho anh em nó biết mặt chút. Đúng không? Rồi, hồn hiệu lữ trang. Ngon lành đúng không? Ngon lành cánh đào. Mình quá nhiều tướng nữ luôn. Bao nhiêu nữ trang không vừa. Con gái mà đúng không, nó dùng đồ trang sức quá bình thường.
Rồi kiếm mấy quyển võ tự do cho Chrysalis. À quên thì mình cái gì nhỉ? Lấy Chrysalis về kinh duyên thôi, cho nên là cũng không cần thiết phải sách vở nhiều lắm đâu. Thôi làm cái ba mốc 3000 nữa tính sau. 3000 chưa? 3000 rồi, tốc 12 rồi. Điều này nhiều clone quá các bạn nhỉ. Mình không hiểu clone này nó chơi kiểu gì. Quay nó 1.000 điểm thì ăn tiền. Ăn thuộc cay rẻ. Rồi ông cứ phải lấy thì lấy thôi đúng không? Đã đến cái tầm này thì 20:59 này thì còn phân bua làm cay rẻ đúng không? Người ta phân bua từ mấy hôm trước rồi. Tầm này không phân bua miếng hết. Sẽ là lắm ông 4.500 quá nhỉ. Lắm ông 4.500 quá đấy. Rồi ok. Anh em xem xe vừa thống nhất nhau các top rồi các bạn. Cho nên là cũng không có khô máu đâu. Mình nghĩ rằng là hội chủ Maria Ozawa dàn xếp khá là ổn. Các anh em không nhất thiết phải khô máu với nhau. Chứ mọi người mà cứ lao vào đùa thêm nó không được ích lợi gì các bạn ạ. Không được ích lợi gì đâu. Còn có 10 phút nữa thôi. Thôi mình cứ túc tắc mà quay thôi đúng không? Túc tắc quay xem nào. 3000 điểm này. Rồi, không biết các xe vừa nào nhưng mình thính lên thính xuống đúng không? Thính ngang thính dọc mà S98 nó không ăn các bạn ạ. Không ăn mồi, không ăn mồi. Đùa mà âm như này đúng không? Đùa mà âm như này. Rồi, không biết được 5000 chưa? Có 3800 à? Lâu quá nhỉ. Lâu quá. Bên S8 thì rất là ảm đạm các bạn ạ. Bên S8 người chơi ta chơi rất là khôn khéo kinh nghiệm. Nó không khô máu vào cái dịp này. Lắm nữ trang thế, 3 cái rồi. À 2 cái rồi. Lắm nữ trang quá. Rồi còn 9 phút thôi. 9 xem có bị cạnh tranh với ai không. Bốn in ba vẫn phải mở thêm à. 4.400 á, hỏi 4.500 đi. Rồi ok, tạm thời thế đã các bạn, không đầu vội. Trông thằng này nó thú thực với các bạn, một trong những lý do mình chơi Chrysalis đó là ít người chơi. Các bạn thấy là rất ít người nuôi Chrysalis đến cái độ ăn học đầy đủ. Vì thú thực với các bạn nó khó dùng nhưng không phải dễ dùng đâu. Khó dùng này, Chrysalis khó dùng này. Khó sắp xếp đội hình lắm. Nhưng chính vì thế mình lại thích thú thực các bạn. Chính vì thế mình lại thích nên mình mới quyết định lấy Chrysalis. Thú thực các bạn là âm mưu này mình có lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có ý định là lấy Chrysalis đâu. Không phải bây giờ mình ý định lấy Chrysalis đâu. Lấy Chrysalis mình ý định từ rất lâu rồi. Đã từ rất lâu rồi. Chứ không phải là bây giờ. Xem nào. Còn 34.000 kim cương, không biết liệu đủ quay mèo thằng sau không này. Quay mèo 41.000 kim cương cơ. Rồi. Lốp 6 chứng cách nhau có tí tí rồi nhỉ. Chạy hơi lên 5.000 điểm cho anh em mà đỡ phân vân. Mình nghĩ nên là như vậy. Lên là như vậy đúng không? Cho anh em mà đỡ phân vân. Cũng xa nhau lắm các bạn ạ. Top 10 nó cũng mấy ông nào leo lên top 10 là xong này. 4.500 này. Nhìn nhàng 4.700. 4.740. Rồi, còn 7 phút thôi, ngồi trông chờ thôi. Chrysalis vòng này thực sự là có dàn xếp một chút rồi, cho nên là nó cũng đỡ phải gì nhỉ? Khô máu, mình nghĩ này là rất là ổn rồi đấy. Các anh em S98 này chơi rất là đoàn kết rồi. Chứ như mấy lần trước mấy ông linh tinh quá, vòng init mấy ông cùng server mà cùng phá, tôi cũng biến lại cơ ông. Đi sang xe đi sang server khác phá thì còn nghe được. Các ông mang vào S98 các ông tự phá anh em thì tôi cũng biến lại cơ ông thật. Tôi cũng không hiểu các ông nghĩ lược gì đấy. Hết trò để chơi mà vào S98 phá. Đi server khác mà phá chứ này.
vòng đua Init, thành ra S98 rất là ít người có Init, sự thiệt hại lớn cho server để tranh đoạt đánh với đánh thắng làm sao được. Nhưng may tuần này là online nó đông nên là lực nó vẫn đủ. Một cái thằng Init nó không thể thay đổi cục diện quá nhiều cho nên là vẫn còn có cửa. Chứ như cái thằng Init cứ vòng nào cũng như Init thì chết đấy, đúng không? Tự anh em bóp nhau không được. Mình khuyên các anh em nào chơi clone S98 thì lên là gì ạ? Sang server khác một phá, không nên tự bóp server mình. Bị server khác nó sang nó bóp thì đã đành, đúng không? Chấp nhận. Thằng ấy tự công bóp mình thì thôi cũng đến lạy các ông. Không hiểu công nghĩ cái gì nữa. Chơi nó phải vì tập thể một chút các bạn ạ. Cuộc chơi được lâu dài. Rồi, còn có mấy phút thôi, còn tranh đoạt này đua xong vẫn tranh đoạt được cơ mà. Sếp đừng ăn em cái gì. Đấy. Mình bị nhảy xuống hạng 7 à? Ông Kirito nhảy lên cam cái gì. Rồi, mình lấy top 6 báo trước các anh em rồi vân vân. Rồi, nó chát điên cuồng các bạn ạ. Nói chung S98 được lắm. Rồi. Ok, thoải mái đây. Ok Quỳnh. Kình này vừa 83 máu ấy nhỉ, mình xem nào. Đôi lại ông đội hình. Ui giời ơi, ông lấy Chrysalis làm cái gì? Ông lấy Chrysalis làm cái gì? Init thì không lấy. Kaionet thì không lấy. Lấy Chrysalis đi kết hợp với ai? Terry Mary à? Terry đời này vẫn còn 5 sao. Tôi cũng đến lại ông này thật. Trời thì lay ông cũng lao vào làm cái gì. Thú thật các bạn, riêng cái thể loại này là phải dằn mặt các bạn ạ. Riêng thể loại này là phải dằn mặt. Riêng thể loại này phải dằn mặt. Rồi, không cho nó đẻ trứng. Rồi. Chứ ông cái đánh thời điểm lay ông ấy đua top mà ông ấy bao nhiêu điểm? Mình tưởng ông ấy phải cái gì nhỉ? Không phải top tiếc cao lắm. 300.000 được chiến. Nửa lửa được chiến được người ta. Không bằng lửa được chiến người ta. Chán. Thế mà từ đấy mình vẫn chán. Lạ quá. Rồi. Các anh em nó cho chán kinh quá. Nhưng mà thôi kệ. Không nên mất tập trung. Đấy. Cái gì đây? Ông Kirito ghê. Kirito ghê gớm nhè. Rồi không sao, mình cùng lắm ăn top 10 nên có cái vấn đề gì đâu. Quá bình thường. Cuộc sống quá đơn giản. Cũng lắm ăn top 10 vẫn có Chrysalis các bạn. Hơn nhau vài chục mảnh vẫn đang thôi. Chẳng qua đua lên cái gì 4.500 thì thôi, lên thêm chút để lấy thêm mấy chục mảnh vẫn đang. Nhưng mà nó lỗ quá hay thôi, chả đâu có vội các bạn. Đấy, ông nào lại đua lên tiếp này. Ông Quỳnh thì ông nào đây? Ông Sumo, sao Sumo bảo không lấy? Thôi, cho ông lấy đấy. Tôi lấy cái gì nhỉ? Top 10 rồi các bạn. Top 10 vẫn có mày. Cái lần này nó không có sự kiện tiêu kim cương. Nếu mà cái gì nhỉ? Nó có tiêu kim cương đã đành. Nó có mốc 5.000, có mốc 7.000. Vòng 2 mình sẽ có mốc 7.000. Lúc ý tiêu nó sẽ không phải lăn tăn. Mà ông Sumo là ông ấy chơi ít hổ. Mà ông ấy lấy cái Chrysalis làm cái gì không hiểu đâu. Thôi, mình lấy top 8 thôi. Hơn nhau vài mảnh vẫn đang các bạn. Top 10 vẫn có Chrysalis. Mình vẫn hoàn toàn ghét một Chrysalis. Đua top trên thì chẳng qua là kiếm mảnh vạn năng thôi. Làm sao cho nó hợp lý thôi. Một trong những chủ đề của mình với cách kiếm mảnh vạn năng cũng là cách đua boss. Cách này thú thực các bạn là mình cũng đúc rút kinh nghiệm khá nhiều. Mặc dù không phải hay lắm nhưng mà mình cũng hài lòng với nó. Rồi còn có 2 phút thôi. Sao nào, xem có lên lấy thêm không. Rồi leo lên anh em lại leo theo ấy. Thôi. Phút cuối hên xui thôi. Chỉ leo thêm anh em lại leo theo. Chả được cái việc gì các bạn. Phút 50 giây. Bạn hơi lag nhé. Rồi, không phải chat nhiều đúng không? Tầm giờ cuối này không phải chat nhiều. Anh em đã chat với nhau từ trước. Ông Sumo bảo không lấy lại luôn lời này. Tôi cũng để chịu gồng thật.
Rồi mở thêm phát lửa này. Hay quá, được từ Kim Cương. Thôi còn đâu đoạn cuối thôi, hên xui. Mở thêm 1-200 chìa cũng được, không có vấn đề gì hết. No problem. Food. Blitz cái gì mà Blitz, đua đến tầm này không có xin sỏ hết. Mình đã nói trước là mình sẽ lấy top 6 rồi. Ông nào mà nhớ may bị cái gì bị đen thì tụt vào top 6 ấy, đừng có chớ trách. Không có kêu được ai cả. Kêu ai. 49 giây hay 50 giây. Hãy quỳnh lên đấy các bạn kìa. Rồi mình xem nào. 35 giây. Vẫn có 5.000 thôi à. Quỳnh khá phết nhỉ. Thôi lấy top 6 thôi các bạn. Nó hơn nhau 70 mảnh bạn nào. Được. Mạng đừng có lag chút là được. Rồi tay nhanh hơn não nào. Hay quá, được thêm một lực lượng. Đấy đúng không? Đấy, không thích đua thì tôi đua luôn. 5.000 chip, ăn chặt top 4 luôn. Đã hẹn trước với các anh em là gì? Không có đùa với Ninja Rùa thôi. 6.000 điểm top 4 thì cũng tạm được, tạm chấp nhận. Mặc dù nó hơi phí phí một chút. Thú thật các bạn, này kênh đua bốt của mình thì cứ cái nào nó ngon ngon thì ăn thôi. 4.500 với thêm 4.500 đến 5.900. Rồi mình thêm 1.500 kim cương. 1.500 kim cương mà được thêm 7 mảnh vạn năng. 1.500 kim cương với mà đổi 7 mảnh vạn năng. À đâu, chẳng sợ 1.500 kim cương. 1.500 điểm ấy chứ các bạn. 1.500 điểm, hơi chát đấy. Nói chung là đắt hơn. Nhưng mà thôi, Chrysalis là một trong bốt cuối cùng mình sẽ lấy ra. Cho nên là không có gì phải tiếc nuối cả. Mà cái gì nhỉ, chủ yếu để dằn mặt anh em thôi. Kim cương thì mình thì còn nhiều đúng không? Báo trước là lấy top 4, top 6 rồi. Mà các anh em không biết nhường nhau thì thôi, tôi phải chấp nhận thôi. Rồi, xem ông nào top 7 thì đúng là hơi nhọ thật. Top 7 hơi nhọ. Còn top 6 thì hơi chán thật. À cái gì nhỉ, top 6 thì quá hên. Còn top 7 thì hơi nhọ thật. Rồi rồi, cũng phát tí kim cương theo đúng truyền thống các bạn. Em xin dám là gì, ai lấy được là phải phát kim cương thôi. Làm tí đây đúng không? Rồi, ông như xin tác này, phát vàng này phát làm cái gì? Phát vàng rẻ à? Rồi, đúng, phát vàng rẻ hơn thật. Rồi, cái Rizalit 4 sao. Gọi tiết kiệm mày, chút mày bạn nào. Coi xem top bao nhiêu các bạn. Chủ yếu mình thích là mình thích top bao nhiêu. Rồi, nhọ cho Maria ghê. Ông 5.000 thôi cũng được. Nó chênh nhau tới tận hơn 300 điểm cơ. Mình nhanh tay phết nhỉ. Mình vẫn nhanh tay lắm. Mặc dù mạng hôm nay là hơi lát đấy. 57, 54. Kinh. Tuấn top 11 hơi đen chút nhỉ. Ông Sumo top 8 này, đúng không? Ông leo lên làm cái gì? Đấy, cuối cùng có lên được hẳn top cao đâu. Nó lên là top cao hẳn hoi. Ông này còn hơn 100.000 kim cương, vì kim cương thì ông này không thiếu. Đấy, nhưng mà mình xem à mà gì, nhưng thế nếu mà không lên 5.000 thì không được top 10. Đấy, cái giống nó thế này đúng không? Cũng khó thật. Để top 7 đến 10 nó cũng chỉ có 3 slot thôi. Càng nhè, 4.500 ăn top 20 này, đúng không? Ăn top 11 đến top 20 ngay này. Thằng tội lao vào cái S98 này làm cái gì đúng không? Lao vào chiếc S98 này làm cái gì? Không sao. Chia buồn một chút với cái gì nhỉ? với Yoshin Maria. Anh đã vào top 7 mặc dù là vẫn còn kim cương. Tuy nhiên cuộc chơi thì nó có hên xui. Và trong những giây cuối cùng thì tốc độ mạng cũng như là cái sự ủng hộ cả dán về đường truyền mạng này, nó sẽ quyết định một phần đến kết quả. Chúng ta không thể nào trách được đúng không? Đấy. Hơi chia buồn một chút đối với Yoshin Tuấn. Mình nghĩ rằng bạn ấy vẫn còn kim cương. Chứ thực ra cái mốc 5.000 điểm này nó không khó. Anh em S98 mày tích kim cương tốt lắm rồi. Đấy, không khó. Tuy nhiên thì sao nhỉ? Tuy nhiên thì ông ấy không chủ động, không để ý một chút. Nên là bị vượt nên là điểm cuối kinh quá. Ông ấy đùa ác quá. Những cái tên rất là mới mẻ như Mỹ Hạnh, Tắc, lao vào top. Quỳnh như là tôi cực chán ông này đúng không? Kể Yoshin Maria lên
đạp chết thằng này xuống thì thực sự rất là để mặt, rất là hả hê. Ông ấy cái gì lực chiến có 300.000, tôi không hiểu ông ấy chơi cái gì, không khác gì một tên cờ lòn các bạn, có biết chơi đâu cơ chứ. Đó, chán lắm, chán lắm. Còn đâu mấy người chơi đây toàn người chơi còn top ông cu cốp lại bỏ top 1 nhỉ, lạ thật đấy. Sao cu cốp bỏ top 1 hơn có mấy trăm điểm thôi, ông cu cốp lại không online rồi, không online rồi. Rồi à nhỉ, mình được vào trong hội quán xem được cơ mà nhỉ, mình cùng hội quán với ông ý cơ mà, phí quá nhỉ. 5 giờ trước rồi ơi, phí top 1 quá, phí top 1 quá. Chứ bác ấy mà online thì cũng không đến nỗi nào đâu, cũng không bắt được top đâu. Rồi hơi à cày nhé, Kensu Yoshin Tuấn khá cay, trên 4.500 vẫn không tố 10. Thôi không sao, các bạn chơi ở một cái server hot S98 thì nhận vài trái đắng thì cũng là rất là cái chuyện rất là bình thường. Mình cho rằng cuộc vui nó sẽ trở nên hay hơn nếu như mà nó vừa có trái đắng và vừa có trái ngọt. Rồi còn 24.000 kim cương. Rồi cuộc đua tháng sau sẽ khá vất vả đây. Tuy nhiên thì cái gì nhỉ? Mình không lấy, mình không chơi hồn nạp lêu la dị nên là cũng gọi là tiết kiệm một khoản. Tiết kiệm một khoản 24 kim cương này, từ 60 mấy nghìn kim cương này, tốn phết đấy các bạn, tốn lắm đấy, không phải gì đâu. Các anh em đừng có tưởng là cái gì nhỉ? Không tốn. Thôi từ từ, trước khi chém gió này không được quên nhiệm vụ, vào làm tí tranh đoạt đã. Làm trăm anh em, 5.000 anh em cũng đập nha. Kênh của mình hơn 5.000 anh em rồi các bạn. Rồi hôm nay thú thực các bạn, từ sáng giờ mới online đấy, vừa cách đây khoảng 2 tiếng mới online đấy, nên nhận thấy lực phát đấy, xong rồi giờ mới online đấy, hôm nay làm việc quá. Rồi tạm ổn rồi đúng không, tôi chút nữa xem nào, còn mấy phút nữa thì kiếm tí đó, sau khi quay xong video thì mình sẽ làm ít năng lượng, ít lo năng lượng tích trữ. Rồi 22 giờ là hết tranh đoạt năng lượng. Tuần này thắng này, tuần này thì server mình thắng rồi đúng không? S8085 à? Yếu quá đúng không? Server yếu quá. Mặc dù là server sớm hơn server mình rất là nhiều, tuy nhiên cái độ exit thì lệch rất là rõ ràng đúng không? Chơi ở server chơi ở server cái gì nhỉ? Hot này nó mới vui các bạn này. Thắng nó đã vui rồi đúng không? Thua thì nó cũng cảm thấy có động lực để chơi. Chứ mấy cái server kia thì các bạn thắng buồn, thắng cũng buồn, đừng nói là thua. Rồi El Maria tức lên 6 sao luôn à? Sao nào? Ông này còn nhìn mảnh vạn năng cơ mà. Rồi ông này thì chơi cái gì nhỉ? Thay máu đội hình thì thay hơi nhiều, chơi Chrysalis thì thay hơi nhiều. Thú thực với các bạn, bật mí luôn với các anh em này, cái team mà phù hợp nhất với Chrysalis trong hiện tại, thời điểm hiện tại không phải là team hỏa. Nó là team siêu nữ kẹp siêu nữ rắn, kết hợp với hai team. Mặc dù nó hơi lôm côm một chút nhưng cá nhân mình đánh giá nó là cái team hợp lý nhất. Vì hiện nay chỉ có team nữ là nhiều từng rắn xịn này. Chứ còn đâu Mary Terry nó là tư chất 13.5 anh em nông dân thì không nói làm gì rồi. Ý mình đang nói cái tầm VIP cao ấy mà nạp nó nhiều một chút ấy. Đại gia này đúng không? Mình trung gia thôi. Thì mình nghĩ rằng là nữ rắn là sẽ là phù hợp hơn. Nữ rắn phù hợp hơn. Còn đâu tùy cảm quan cảm nhận mỗi người thôi. Rồi 30 giây cuối ông kích hai nháy làm gì chả thua. Về nhà phải luyện lại thôi. Rồi ok, Maria Uzawa không nhất thiết là phải cái gì nhỉ? Cay đắng làm gì cả. Không phải cay làm gì hết. Chơi một server nó hot như thế này thì là chuyện quá bình thường. Rồi ok, lag từ giây 20 giây 5 là chuyện quá bình thường. Đen thôi, đỏ quên đi. Và như thế thì nó mới hay, nó có máu ăn thua một chút đúng không? Lần sau ông chuẩn bị nó kỹ càng vào. Qua chuẩn bị nó kỹ càng vào. Mà ông lần này đoạn đầu tôi khen ông là cái gì nhỉ? Dàn xếp ổn thỏa, ông dàn xếp chán quá đấy đúng không? Ông dàn xếp chán quá, để anh em nó đua mâm như này làm ăn rẻ. Làm ăn cái rẻ. Hỏng bét xe lét. Rồi ok, chúc mừng Quỳnh. Mặc dù bạn chơi như shit ấy. Đội hình đến người ta đến hơn 600.000 được chiến rồi, ông mới có 300.000 đánh cái gì? Chơi vì run. Ông bảo ông không có thời gian online, tôi đếch thèm quan tâm.
tôi quan tâm cái thực tế hiện tại đội hình ông thì nó như thế nào. Chả ra cái thể thống công rãnh này, cao đông cồm lao vào phí ở cái slot của anh em Echita. Thú thực với các bạn cái gì để người chơi ví dụ như cái hội nó gọi là ngang ngang cơ với mình ấy, đúng không, nó đua được đấy, nó lấy được bốt thì mình còn đã tất rồi, nó còn đỡ hối tiếc, đỡ nuối tiếc, nó xe vừa nó đỡ yếu ngay cái gì nhỉ? Mấy ông clon cái đấy ông vào ông lấy chơi, hoặc là không phải clon anh chơi như clon ấy, các ông vào ông lấy thế lấy ông phá hoại xe vừa được cái việc rẻ rồi. Công nhận này Yoshin Mỹ Hạnh hên đây, đúng không, xem ông này làm cái gì mà ông, xem đội hình của ông là cái gì mà ông lại vào ông lấy cà phẩy này, ông lấy đi rắn làm cái gì, chơi thành cái đội hình gì. Tôi cũng đến lạnh ông này thật, không hiểu các ông ấy tích kim cương để làm cái gì. Nói bao nhiêu lần rồi, hỏa tứ hồn là phải đi với Omega Rugo, Init và Chrysalis này thì nó gắn vào đâu, bây giờ xem các ông gắn vào đâu, gắn vào đâu được, đúng không, xem vòng 2 chạy hết hay là kích duyên nhỉ, kích duyên gì sớm thế nhỉ, hay là công ấy thấy người ta đua ít nên công ấy gọi là gì, tưởng là dễ ăn. Còn đâu tháng sau khối tên của các bạn là đây sinh sự kiện ngon là không ăn được, Omega Rugo này đúng không, Init vòng 2 này đúng không, rồi có Askimson này đúng không, ý này mình nói luôn, nó không phải là 4.500 điểm đâu, nó là 5.000 điểm, 7.000 điểm, lúc ý khô máu mới gọi là sướng các bạn ạ. Khô máu nó được thêm phần thưởng, khô máu cái này được, có được cái gì đâu, chả được cái việc gì. Rồi, Maria có vẻ cay nhẹ, cay thật đấy. Nhưng thôi, có cái việc gì đâu, có là cái gì, chơi phải chấp nhận, đáng đau thương thôi, đúng không? Úi giời, bác cứ dọa em, úi giời. Rồi. Mình sẽ phải làm cách nào đó để cho cái tỷ lệ cầm nặng của nó lên cao, chỉ 25%, khó ăn thua. Cao x2, quên mất cũng vậy, không để gì đấy. Combo ở GPP. Rồi, nói chung thì mình chém gió thôi, nhưng mà đua thì rất cảm xúc đấy các bạn. Mấy giây cuối thì thú thực các bạn nói lắp bắp đấy, vì đơn giản là hơi gọi là hốt đấy. Hốt cả hình. Rồi. Nói chung thì mình top 4 mình có tốn thêm 1-2 lần quay cũng là cái điều rất là bình thường. Rồi. Thôi quên rồi, GVP cơ mà. Thôi để phần 2. Cả hai. Rồi ok. Cái kim cương nó chỉ có đua cái bốt hợp lý thôi các bạn. Đua cái bốt không hợp lý này, mình khuyên các anh em, bảo khuyên anh em rồi, đừng có lên đua. Rồi về không lắp được vào đội hình đâu. Chrysalis mình sẽ nhắc lại, chỉ có phù hợp với đội hình siêu nữ thôi. Cái này ví dụ hình kết hợp với cả mấy cái con nữ rắn thôi, chứ còn đâu kết hợp với những cái team khác không ăn thua đâu. Rồi các anh em sẽ thấy, còn đâu từ từ thôi đúng không. Khuyên giờ nó không ăn nhiều đâu ạ, khuyên không ăn nhiều. Rồi hiện thực nó sẽ chứng minh đúng không, bảo mình là cái gì nhỉ, thính nọ thính kia đúng không, thính lọ thính trai. Rồi các bạn sẽ thấy là gì, Chrysalis nó sẽ không gây ra cái tác dụng gì cả, không gây ra cái thiệt hại gì cả. Nếu như mà không biết đưa vào đội hình, sử dụng Chrysalis thực sự là một nghệ thuật thì các bạn. Đấy, bên QQ không nhiều người dùng vì nó rất là khó dùng, chứ không phải là nó không dùng được, nó rất là khó dùng, rất là khó có tí bưa. Rồi ok đấy, này đúng không, để mấy cái tên nó lướt đục lướt thả câu này đúng không, nó Init, nó Omega này đúng không. Đấy, đúng không, lúc ý thì có hối cũng đã muộn nha. Rồi, người tính không bằng mạng tính. Cậu này quá là quen thuộc rồi. Thôi rồi, mở ít dương mảnh vạn năng ra. Mà thôi, lúc khác mở. Bây giờ mở mấy cái dương linh tinh nha. Mình sẽ xem nào. Đấy, Chrysalis. Xem mày, mặt mày thật sự nó là cái thằng gì à. Đâu rồi, đây rồi, anh lắm. Tư chất 14 tầm này cho kỹ duyên này các bạn. Không được cái tích sự gì. Rồi, mỗi ngày tăng nó một đẳng, hoàn thành nhiệm vụ luôn. Sao nào, 3,42% công, chắc lên 5% công rồi các bạn.
đây mình không rõ nó dịch có sai không này. Hy sinh 8% càng sát thương tuyệt kỹ để đổi lại 8% sát thương độc chiêu. Mình không biết cái chỗ này có dịch sai không. Trên Garena Mobile thì nó bảo là tăng đổi lại 8% sát thương tuyệt kỹ. Đây thì không rõ. Đây mình không rõ lắm. Cái này lúc nào mình thử test ra. Không rõ lắm các bạn ạ. Để lúc nào test ra. Bây giờ test hay là bây giờ test rồi. Nhưng mà hình như cào vàng cái gì nhỉ. Hình như xe vàng mình test rồi. Thử xem nào. Xem xe vàng test chưa. Mình nhớ xe vàng test rồi. Mình vẫn đang phân vân một chút ở chỗ đấy. À chưa đánh xe vàng. Như vậy test được. Được. Thế thì test được. Quẩy luôn như còn gì nữa. Cái gì đây. Có cái nút xếp đội hình đâu ấy nhỉ. À nó là lấy đội hình chính. Rồi đầu tiên là mình xếp đội hình rắn nữa. Dễ không mà. Đi ra đi đâu rồi. Đây rồi. Ít quá nhỉ, của Lizardit mình xem nào. Nó gọi là ít cái gì nhỉ. Ít cái. Xem nào, nó ít cái duyên quá nhỉ. Mình chưa kích được mấy, thiếu nhiều tướng quá. Sắp tới phải lấy thêm cái gì nhỉ. Zero này, Zero, hồn hạp Zero này. Clark và Heavy D gần được rồi. Hai con này lâu quá nhỉ, lâu quá. Duyên của nó mình vào thì khá là dễ kích đấy. Bão tố à, chưa có cái bão tố này. Nhỏ thật đấy. Bảo tố kiếp cướp ở đâu ta bảo tố bây giờ. Tách một con ra vậy. Đây này, ông này có hai cái. Tách một cái ra vậy. À tách bảo tố chứ. Bấm nhầm này đúng không. Tay máy chân tay này. Tách ra. Một lần sau là có bảo tố. Mình phải xúc nhật tình. Như vậy xem mình hôm nay tổng sinh mình cướp được bao nhiêu mày. Chrysalis à. Rồi cho mày tăng hết cỡ lên vậy. Tăng đẳng nhanh đây. Từ từ tăng cấp à. Nhiều bạn cứ hỏi mình là gì nhỉ. Mình thích cái lon này kiểu gì. Không dùng thì nó còn làm sao mà. Mình không dùng mấy thì nó còn nhiều. Thôi rồi thế này được rồi. Ấy đúng không? Rồi, cấp 8 mấy rồi, 7 mấy rồi. Rồi, tăng đẳng ngay. Làm cộng 1 này. Dừng ở cái mốc này. Ấy, quên 50 lần. Chết tôi. Quên mất không cài đặt. Chết tôi. 61 nghìn. Chết tôi, tốn thể lực vô nghĩa quá. Quên mất không để ý. Ấy đúng không? Phí quá. Sửa đây, quét 10 lần thôi. Eo, trồn ghê, ngày nay còn không đủ. Thiếu 2 cây, 3 cây. Một lần vậy. À thôi, nhưng mà cái gì nhỉ, sớ buộn cũng phải để lâng trang bị. Sớm muộn mình phải lưng trang bị thôi. Quét cho mày 10 lần. Mua tí mua thêm từ lần thể lực nữa là ngon ngay. Cái gì. Quá đơn giản. Mua thêm cho mày lần thể lực nữa xong. Rồi bên này nữa. Mình thiếu mấy cái đặc bằng thấp. Bậc thấp này mình cày. Thế mẹ cảnh. Tăng ngày tiếp đi. Tìm cộng 2 luôn này. Rồi ok, thiếu mất một ít mảnh này. Cái này à, kiếm sau vậy. Thôi từ từ các bạn. Cái này thôi từ từ. Không đâu vội. Nên tạm thời mình tìm cộng 2 được rồi. Thôi còn đâu test cái tuyệt kỹ của nó thôi. Sao nào. Kỹ năng này. Đây là một trong con nó kỹ bộ kỹ năng dài nhất. Giải thích lăng nhằng này. Lực rồi, xem mà hồn rắn này so với hồn rắn của Xiaomi con nào to hơn các bạn nhé. 20 luôn nhưng còn xoắn cái gì. Mỗi lần tấn công hồi 240 độ. Xem Xiaomi thường nào. 290 độ. À cày nhẹ. Nhiều ông hỏi là gì nhỉ. Hà cớ làm sao Xiaomi nó là hồn rắn quỷ mà nó lại được hơn. Đúng không, đây là mình cho rằng là cái gì nhỉ? Đấy cũng chính là lý do mình chọn Xiaomi đấy. Mình thích chơi Xiaomi đấy. Nó yếu tố đặc biệt như vậy. Còn vì sao thì cái này thì các bạn coi nó là chưa đặc biệt thôi.
trong cuộc sống nó có nhiều trường hợp đặc biệt, đây cũng là một trường đặc biệt, nghĩ thế cho nó nhẹ nhàng đầu óc các bạn ạ. Mà nó đúng là trường đặc biệt thật chứ còn gì đâu. Xấu quá nhỉ, xấu xí quá anh chàng, xấu xí ít đá thần quá, hay là này nó không cho mấy ít đá thần quá, chưa thức tỉnh nhờ. Thế nào, các bạn cũng hỏi là mình sắp xếp đội hình như thế nào đúng không, có cho đội hình chính hay không. Trước sau gì mình cho đội hình chính rồi, nên là tạm với cái lần này là chứ còn mình tính á, cái gì mà tính, mình cũng không phải là thần thánh đâu, sai lầm là chuyện quá bình thường, quan trọng là có nhận ra cái sai lầm mình sớm sớm để mà fix lại không rồi. Sai lầm là chuyện quá bình thường. Bốn sao luôn không nhỉ? Tôi bốn sao luôn như ngợi cái dê. Đá thần thì còn nhiều. Ông tính cái dê á. Năm sao thì thôi, từ từ. Tăng cấp như còn gì nữa. 28.000 này, nhanh lắm. Chín cả, tốn ghê nhỉ. Ghê gớm đấy. Vàng sụt ghê quá. Mỗi một con tư chất 14 về là muốn một lượng vàng kinh khủng khiếp. Không đủ xu luôn này các bạn này. Không đủ xu vật tháp. Thôi mai, mai. Dạo này bận việc nên thành ra là cũng lười cái vật tháp các bạn ạ. Lượng xu vật tháp thiếu quá. Thiếu nhiều quá. Xem đủ ý rắn chưa? 1, 2, 3 con, 4 con rắn rồi đây các bạn. 4 con rắn rồi đây, có đỡ đòn rồi đây. Trong team hơi cùi bắp nhé. Thôi tạm này các bạn, tạm thôi, chưa ăn thua đâu. Chưa ra cái thể thống công rãnh gì cả. Nhưng mà thôi tạm, sẽ tạm này. Tạm. Rồi, test xem là cái thằng Chrysalis này nó búp kiểu gì đúng không? Búp kiểu gì? Thôi giảm giá hay mua. Sớm muộn gì mình phải up con zero lên mà. Nghe tính trước thôi các bạn. Chơi là phải cái gì nhỉ? Tính toán đi trước đón đầu đấy. Chứ đợi đến chân mới nhảy, gần đến ngày mới bắt đầu quét màn khó này. Mua một đống, tốn một đống thể lực vào. Chết đấy. Đùa đâu. Đấu trường chưa đánh trận nào các bạn này. Sợ thật. Thôi thử đánh đấu trường trận đây. Đánh cái top 20 đi các bạn. Đánh top 2 mấy đây đúng không? Maria nó gỡ cái gì ra đây? Eo đấy đúng không? Ông ấy lấy về 4 sao, ông ấy lâng hẳn lên 6 sao này đúng không? Đại gia chất chơi ở khác. Cái gì đây? Team này team gì? Init rắn hổ à? Không phải rắn các bạn, thiếu một con rắn. À đâu, không có init luôn. Rồi, các bạn cho anh em thấy độ phế của init khi mà dùng không đúng cách. Đã thế trước khi test đội hình. Dìm hàng Ozawa phát ra. Đại trận. Đâu rồi? Dìm hàng Ozawa phát ra. Lao với ông theo được. Cái gì đây? Sao con này hiện phím à? Chưa quay phím free. Tưởng mày lại lỗi phím. Rồi khi mình tình hình hiện tại thì mình thấy rằng gì? Iori để cho nó đam hùa một chút thì mình lắp cho nó một bộ phím công. Một cái công còn lại toàn thủ. Cho nó gọi nó có sức đam một chút. Không yếu quá. Con này thì yếu quá. Không nhìn nó đam yếu quá. Ok, test trận với Ozawa đi. Rắn này này đúng không? Rắn nó học này. Rắn xịn này. Nhưng mà đâu cái gì nhỉ? Đây là một trong ví dụ điển hình về về xếp con init lỗi các bạn này. À, không biết sử dụng Chrysalis này. 6 sao rồi nhá. Cam cộng 3 rồi nhá. Ăn học đầy đủ rồi nhá. Ông gỡ cái gì đây? Gỡ cao nét ra. Chết tôi không nhiều. Ông gỡ là cao nét thì chết tôi không nhiều này. Rồi, độc chiều mà không được hưởng rồi. Phần trăm. Bên họ vẫn đủ tứ hồn các bạn ạ. Nhưng mà Chrysalis, các độ tại tốt nhất của Chrysalis để bỏ trống. Rất là phí đúng không? Không có giảm công. Thủ nhiều hơn là công luôn rồi. Nên là chắc là không cần giảm công. Trời này không được đúng không? Trời này không được. Bên họ bét vệ giờ. Úi giời, anh xem nó đam được bao nhiêu. Bảo vệ chầu à. Các bạn thấy thế nào?
thậm chí nó còn không chết nổi con Shermy cùi bắp của mình, mà nó con Shermy cùi bắp và con đam à cái gì là con ít máu nhất đấy, mà bình thường là thủ lọ bé nhất này đấy, mình bảo rồi mà lại. Mà mặc dù Chris ấy đã được búp rồi đấy các bạn nhá, ba vệ chầu này thì ba vệ này, đội hình tam vệ đúng không, tam vệ bao giờ hồi lại được, bao giờ hồi lại được đúng không? Mình thấy cái gì à? Đam của Crisis với vẫn còn thua cả GC, mình có đùa, thua cả GC. Ông chơi Crisis đấy có ra được độc chiêu nào? Nó được hưởng cái nội tại gì đâu mà đòi ra độc chiêu. Đúng không? Nó có được cái gì đâu. Đôi khi chơi dị ấy, các bạn ấy, là nó tạo ra sự đột biến đấy. Nhưng mà đột biến nó phải có đúng bài bản kỹ thuật cho các bạn. Nếu không nó sẽ thành cái gì nhỉ? Ấy các bạn vừa nhìn thấy cái gì nhỉ? Chrysalis nó tăng độc chiêu nhưng mà nó tăng độc là tăng công cho ai chưa? Nó lại tăng công cho ba con vệ. Các bạn nào mà không rõ quay lại cho mình xem. Mình bảo rồi, cái độc chiêu của con Chrysalis này hoàn toàn không dễ dùng chút nào đâu. Đấy, hoàn toàn không dễ dùng chút nào đâu. Đừng có cái gì nhỉ? Cứ làm linh tinh đúng không? Làm tinh xếp đội hình nó Chrysalis hoàn toàn không đơn giản chút nào cả. Hoàn toàn không đơn giản, cuộc sống chưa giờ đơn giản các bạn. Cuộc sống chưa giờ được đánh giá là đơn giản. Ba con vệ này cái gì nhỉ? Là món ăn sở trường của Lêu La Dị. Lêu La Dị nó cắn vệ là mắc phê luôn các bạn ạ. Lêu La Dị cắn vệ thôi rồi luôn. Ta phải sống bằng niềm tin. Ba ông vệ này cái gì trông chán quá, chán thật các bạn, quá chán. Các bạn có tin là gì, mình với bạn mình Lêu La Dị này nó cân ba cho mà xem, tôi cũng la chưa chết à, chán nhè, mình Lêu La Dị nó cân ba cho các bạn xem này. Ôi trời trời trời, chết mất cái gì nhỉ, chết mất rồi. Các bác thì tử, em chém gió thôi mà đừng choáng là được đấy, phí quá, đang định chém gió đấy, quả đấy không choáng mình thắng ăn chặt các bạn ạ. Quả đấy thằng Google nó hồi sinh nữa đúng không đấy, thôi không sao, đánh lại trận kiểu gì hả thằng 10-9 phần là thắng này, còn gì trận đấy quá hên thì mình mới thoát được. Rồi các bạn nhìn thấy Chrysalis Dam nó quá là cùi bắp, thật quá là cùi bắp, không xếp không xếp đội hình nó không, hoàn toàn là không phải đơn giản đâu, đừng tưởng cuộc sống đơn giản, cuộc sống không đơn giản chút nào cả. Mình đánh đội hình gì thắng được luôn, tí các bạn mình sẽ đổi đội hình một chút, các bạn này vẫn thắng. Riêng của Chrysalis là đội hình này Matic cực yếu luôn, tí nữa mình kiếm theo ông nào Chrysalis đấy cho làm sàn hết luôn, bảo không lấy Chrysalis không ăn nhời đúng không, cứ phải cái gì nhỉ, sự thực được chứng minh thì mới tin, không tin cơ đúng không, không tin cơ, lão lắm. Rồi đấm mềm như run này, ông bỏ cao nét này tôi có đến chịu, nếu mà không bỏ cao nét ra thì cái gì nhỉ, không có ai búp chí mạng, chẳng nhẽ bỏ yêu đi dị à, yêu đi dị tứ không có đủ tứ hồn nó đập cho sấp mặt. Nên là rất là khó cho cái team của Maria. Maria tốt nhất là cái chơi cái gì như cũ ấy. Ba con đả hàng sau đang ngon đúng không? Ông thay cái gì nhỉ? Về sau thay Rugal một Omega Rugal. Thay GC bằng Askimson. Nó có phải châu bò không? Bớt kim cương lại chả bao giờ là thưởng. Hàng sau của tôi toàn kỹ. Ông hút vào có một cái gì nhỉ? Hơn cái hút quả tường. Không là cái gì hết đúng không? Không là cái gì hết. Này. Cái gì nhỉ? Đi cùng với Init thì nó lại giảm khả năng khống chế của bên địch. Chrysalis thì có 25% gây tỷ lệ câm lặng thôi. Trong khi đó Init thì nó không giảm 30% tỷ lệ tăng 30% kháng khống chế của phe ta rồi. Thế thì ông câm lặng bằng niềm tin à? Quá dễ hiểu đúng không? Điều quá dễ hiểu luôn. Rồi, đam nhẹ cái đã chết rồi đúng không? Nhẹ cái đã chết rồi. Cuộc sống mình bảo rồi, không hề đơn giản chút nào cả. Dùng về, lấy về là cực là khó rồi đúng không?
ông nhịn ăn nhịn gì đó đây cả tháng rồi đúng không, để kiếm được con bốt về nó không giết được Xiaomi của mình đâu. Đấy, các bạn thấy đúng không, hết tí tí máu em thôi đấy, còn kích nhộ cho đối phương bằng cách là gì nhỉ, thiêu đốt đây đúng không, được cái việc gì đâu. Đây mới gọi là giảm độ này, đây mới gọi là tuyệt kỹ này đúng không. Đấy, mình bảo rồi không nghe cơ, không nghe này, bảo rồi đúng không. Rồi còn xem tên nào dùng Chrysalis tiêu diệt hết các bạn, 6 sao. Đừng ông bảo nào, đừng ông nào bảo là không ăn học đầy đủ, đừng ông nào bảo là không ăn học đầy đủ. Hôm nay Maria đã thua chứ lại còn bị dìm hàng đúng không, ai bảo không ăn nhiều. Theo ông nào dùng Chrysalis này, xem ông Sumo có dùng Chrysalis không, dám dùng đâu, lấy về lấy kinh duyên thôi, không dám dùng đâu vía. Rồi bé dâu này dám dùng, mình nhớ không phải top mấy đây, thì ra kiểm tra top mấy. Asuna này nó ăn nhờ này đúng không, mình đảm bảo Asuna còn tiến xa. À từ từ hình như sắp hết giờ tranh đoạt đấy, từ từ phải ra tranh đoạt đã, mải chém gió quá, mải chém gió quá. Lâu vàm bài cái gì đây ấy, em lại chiếm cung server rồi này, 20:59 rồi, nào đừng có xoay tròn làm cái gì hết. Ui rồi còn mỗi 5:78 à, công cũng chạy loạn hết lên này, tôi biết đằng lao một tôi lần này rồi. Ôi kết thúc rồi thì còn lại anh em đánh đấm rể, anh còn một tí thời gian thôi cũng được, đằng nào cũng thắng rồi nhưng mà đánh cho vui thôi đúng không, đánh cho vui thôi. Kết thúc thi xong xuôi tất cả lại về. Rồi xem như ông nào tội đồ nào. Kim Bình ấy, không thấy tên được các bạn. Toàn clone vào lấy. Và rồi clone là phải lấy những cái Ash Gibson, lấy Omega Rugo, lấy Terry 2K3. Ê, xứng đáng là clone. Ông Quỳnh này đúng không? Xứng đáng là clone này. Ông Sumo này, ông ấy về, ông lấy kích duyên rồi. Ông nhiều kim cương, ông ấy cậy. Ông Yoshitak này đã thấy cho vào đâu. Mỹ Hạnh đã thấy đâu đâu, đúng không? Mấy ông trong top 10. Có mỗi ông cái gì nhỉ? Ông Maria này ông ấy cho vào. Kirito chưa thấy đâu, Kirito chưa chắc đã biết dùng đâu đúng không. Kirito thì có bảo với mình là gì, đi cùng Meriteri thôi cũng được, nhưng mà tên này nó nằm ngoài top 20 nên là hơi khó tìm nhỉ, hơi làm mới cho đấy, xem là tên này có dùng không. Mình cứ nhìn Chrysalis là mình đập các bạn, cứ nhè Chrysalis mình đập. Sở trường đấy à, lên 700.000 này bắt đầu lưng cái gì rồi đấy, chắc lúc ấy chưa lưng nào. Đây đội hình của Kirito đây, nhưng mà đã có cái gì nhỉ, đã có init đâu, ông này còn chưa có init này, hay đánh cái rẻ. Rồi xem Maria này, giờ mình sẽ tiêu diệt Maria bằng đội hình không cần dùng init các bạn, không cần kháng hiệu ứng nhá, không cần dùng kháng hiệu ứng, trình độ cực cao không cần dùng kháng hiệu ứng. Đâu rồi, đây đúng không, ai đang từ từ đây chứ. Đấy, rồi tất cả đều có lý do đấy các bạn. Rồi ok, mình vẫn sẽ đập được Chrysalis. Kể tên nào nữa có nó dùng Chrysalis nữa thì mình đổi được mục tiêu, nhưng mà hết rồi. Có mỗi ông Maria là ông ấy máu chơi thôi, đúng không? Nhưng mà trình độ nó thấp lắm. Maria ông xếp này team chưa được, phải sửa đây đúng không? Team này chưa được, team này thì bắt mồi cho anh em nó làm thịt thôi. Thủ quá nhiều mà công thì mềm như run thì. Ấy các bạn nhìn nó tăng công cho ai chưa? Nó tăng công cho hai con vệ mà chết người không? Đời thủa nhà ai? Nuôi nó để nó tăng công cho con vệ làm ăn cây dây. Em phát này xem Chrysalis nó đam được bao nhiêu. Lên 700.000 được chiến rồi các bạn, lên hơi nhiều rồi đấy. Ấy, kích nộ, mắc kích nộ nhưng mà kích nộ. Đấy, công cứ đánh hàng trước đây, mình Chrysalis đánh hàng sau. Không hiểu công nghĩ gì, chơi Chrysalis lấy về làm cái gì. Ôi trời, thực ra cũng chả còn phải giải hiệu ứng đâu các bạn. Để hiệu ứng nó khéo còn tốt hơn này. Nó được kích nộ mà. Nhưng mà thôi, giải hiệu ứng được tăng công đúng không? Tăng công. Rồi, lại một ông nữa kích nộ. Lại kích nộ tiếp. Đây, ông này không kích à, cũng gần kích này. Quả đấy mà có thiêu đốt thì lại ăn bao tiếp. Đấy các bạn nhìn nó tăng công cho ai chưa? Đấy. Mình đã cảnh báo với các anh em từ trước khi thằng Chrysalis nó ra đời rồi.
Đấy, đó là cái gì nhỉ? Cái thiêu đốt của nó không được cái việc gì đâu. Lợi thì có lợi nhưng mà răng chẳng còn. Đấy, bảo rồi không nghe. Đấy, khoan này các bạn xem tiếp tục Chrysalis nó pau xem nó được đến cỡ nào nhá. Đấy, xem nó được đến cỡ nào. Ôi, vẫn chưa có pau à? Hồn rắn nó hồi nội yếu thế. Đấy các bạn nhìn nó tăng công cho ai chưa? Ăn hại lắm mà lẹ đúng không? Nó random, nó random. Đấy, các bạn, bạn phải hiểu random nó như nào đúng không? Các bạn không thể trách nó được khi mà nó khống chế như thế, khi mà nó tăng công cho hai con vệ như thế đúng không? Tung tuyệt kỹ xong thì lại mất khá sát thương. Để hàng dưới lấy cái gì mà bù lại. Còn không có giảm công nữa. Thay ngay đúng không? Đội hình, đội hình của cái Yoshin Maria phải thay ngay. Không hội trẻ con nó đi, nó đập cho bị cái tên Quỳnh nó 300.000 lực chiến, nó đập cho thì nó cười thằng sặc. Mình bảo rồi mà lại không cần phải cái gì nhỉ? Không cần phải init, không cần phải init ra trận chiến thắng. Đội hình rất là bình thường đấy các bạn. Chiến thắng được. Mình bảo rồi, dùng Chrysalis hoàn toàn không dễ sử dụng chút nào cả. Mình không khẳng định là nó yếu nhá. Mình bảo là trong các tư chất 14 thì nó đúng là một trong tư chất yếu so với tư chất 14 khác. Rồi các bạn sẽ thấy thôi đúng không? Còn đâu thì là ý kiến cá nhân mình. Rồi các bạn về sau lại thấy. Còn đâu cái gì nhỉ? Còn đâu việc dùng nó là có cơ hội để dùng được, có khả năng dùng được nhưng rất là khó dùng. Và với nhiều đội hình hiện tại thì không dùng được. Dùng nó thì đồng nghĩa với việc mình lấy ví dụ như đội hình của Maria nhá. Mình lấy ví dụ đội hình của Maria. Điện để chém gió luôn thế. Đấy, bây giờ thay ai, trách ai bây giờ? À gì, đổi ai bây giờ? Đấy, có ông bảo đổi Ruko thay bằng cái gì? Chắc thay bằng Init đúng không? Thay bằng Ugo, thay bằng Init để kích hoạt tứ hồn hỏa rắn mà. Hay là hoặc là tứ hồn mà đúng không? Ê, ông thay bằng Init thì đó là tứ hồn mà Chrysalis vẫn không thể hiện cái nội tại của nó được. Mà mình nói luôn, bất kỳ cái team nào mà không dùng được cái nội tại của Chrysalis ấy, đó là nội tại liên quan độc chiêu và tuyệt kỹ. Đó, hai nội tại liên quan đến độc chiêu và tuyệt kỹ. Và cả cái gì nhỉ? Hai nội tại và một tuyệt kỹ đều liên quan đến tứ hồn rắn các bạn ạ. Đấy, đều liên quan đến bốn hồn rắn chứ không phải tứ hồn. Đấy, mà ông lại để trong cái team tứ hồn này tôi vẫn đi rồi, đúng không? Đấy, team này mình sẽ xem nào. Thiếu rất là nhiều. À, ông này ông chuẩn bị Leola gì rồi, cuối giữa tháng sẽ bắt đầu có một cuộc thay máu. Nhưng mà không biết thay kiểu gì đây, đúng không? Vệ 6 sao hết cả rồi. Đấy, rất là tốn kém đây, đúng không? Thay máu rất nhiều. Nhưng mà ví dụ như mình bảo thì team này chơi team ít hổ ấy thì nó sẽ nhẹ nhàng rất là nhiều. Ít hổ thì ông này chắc chắn là ông ấy có cao nét rồi đúng không, mới gỡ ra thôi, vừa mới bỏ ra thay bằng Chrysalis này, chắc chắn là có cao nét rồi. Ca phẩy là 2 con rồi, thêm con mai là 3 con. Đấy, rất là ngon, bổ rẻ mà rất là dễ chơi đúng không, khỏe. Đấy, vệ thì thừa rồi đúng không. Đấy, rất là ngon lành, rất là ngon cơm, rất là nhẹ nhàng đúng không. Chứ thay Chrysalis bây giờ lại phải nuôi con Leolazit này đúng không, lại phải nuôi tiếp con Chrysalis tướng mới này đúng không, lại tư chất 14 này đúng không, rồi lại phải nuôi thêm con mai, à không phải là thuê thêm con Init nữa. Đấy, mệt đấy chứ không phải nhẹ nhàng gì đâu. Còn ông Kito này thì lại càng có, nói chung cũng chả khác gì cả. Đấy, bây giờ ông định sắp xếp kiểu gì chả bỏ thằng ca phẩy rồi đúng không, kiểu gì chả bỏ thằng ca phẩy rồi mà team hỏa không có thằng búp chí mạng thì chơi bằng cái gì, chít hỏa tuổi gì sánh vai với ca phẩy. Cho nên là cũng rất là mệt đấy các bạn, bỏ ca phẩy đi team hỏa không có chí mạng, không có chí mạng chơi với Jun à? Rất là khó đúng không, rất là khó nhưng mà khó. Mà bây giờ cái gì nhỉ, cái ông đâu rồi, ông cô này rồi, Kirito rồi đúng không, bây giờ thay chơi Init vào thì bỏ mất cái con Yorizi 6 sao, không chơi tứ hồn mà 6 sao. Trong khi đó lại phải bui lại con Leolazi lên 6 sao, tốn đến một đống mảnh vạn năng. Tiếp tục là Gisi lên 6 sao, tốn một đống mảnh vạn năng nữa. Init thì nuôi từ đầu lên 6 sao. Úi dồi ôi, trời ơi là trời. Làm sao mà lên được, đến bao giờ? Người ta lên môn rồi cũng chưa lên được. Ông Gol này không lấy, không nói làm gì. Ông Yoshin Tuấn này đúng không? Để xem nào. Gisi 6 sao, rồi Leolazi 6 sao. Bây giờ nuôi thêm Chrysalis, nuôi thêm cái gì đó nhỉ? Init đúng không? Chrysalis thôi cũng được. Đây còn chấp nhận được này, còn chấp nhận được một chút này. Khi mà hai con rắn nó 6 sao sẵn rồi, chỉ việc nuôi nó lên thôi, không phải đổi đi nhiều lần. Đấy, vứt thằng Ruho ấy xong nó mới có 5 sao, không có tiếc nuối gì cả đúng không? Được thôi cũng được. Đấy, nhưng mà thôi cũng được, nhưng mà Irizi 6 sao hơi phí một chút này. Cao nét 5 sao hơi phí một chút, nhưng mà chắc là dùng rồi. Dùng thì lại phải cái gì nhỉ? Chơi team hỏa đúng không? Mà chơi team hỏa mà hỏa rắn thì chán. Chán nhất cuộc đời này, hỏa rắn các bạn, chán nhất cuộc đời luôn.
Yoshin vếu không tham gia rồi đúng không? A phải khôn lắm, A phải khôn lắm. Bé dâu này đúng không? Dâu dìa gì? Cái team này hỏa này đúng không? Hỏa này. Cái gì là hỏa hổ này đúng không? Cao phải 6 sao đây này. 6 sao hết cả rồi này. Cú cốp thì không bàn rồi. Ông Sumo ông ấy về, ông ấy lấy kích duyên thì không nói làm cái gì rồi. Team ông ấy đang rất là đẹp rồi đúng không? Đổi làm cái gì? Đây còn ông Kensu này cũng ông ấy cũng lấy về thay cái gì? Còn còn chưa có có mỗi một con hùn rắn này chơi cái gì? Tôi rất khó hiểu các bạn, rất khó hiểu cho cuộc đua lần này. Cuộc đua này rất khó hiểu. Mình khuyên anh em thật lòng thì nó không nghe, đúng không? Cứ nghe thiên hạ nó bơm thính thính đều vào. Đấy, khuyên anh em thật lòng thì không chịu nghe. Còn đâu việc đua hay không là việc của mình. Đấy, việc đua hay không là việc của mình. Team của mình có giống team của các bạn đâu. Team của mình là team đang có rất nhiều các tướng nữ. Đấy, cho nên là mình sẽ phải bui theo một hướng khác các bạn. Đấy, còn các bạn là gì nhỉ? Đang chơi team hỏa nó phải khác chứ, đúng không? Sao giống nhau được? Giống nhau được, không thể giống nhau được. Không thể giống nhau được. Rồi thôi, hôm nay cái gì nhỉ, chém gió quá nhiều, tiết lộ quá nhiều rồi. Để dành các video tiếp theo thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mình là Tlu Eshida.